Chào mừng các bạn trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ học về các bảng hiệu. Các bạn có thể thấy trên đường hôm nay chúng ta đi tham quan trong trường thì mình có chụp một số biển hiệu để cho các bạn học. Và sau đây là cái phần preview xem trước những gì mình sẽ học ngày hôm nay. Nếu các bạn hiểu rồi á thì các bạn có thể qua video khác. Giờ chúng ta bắt đầu. À, giờ mình có cái bảng này. Mình phần focus của mình là cái gì? Cái chữ close toe shoes có nghĩa là cái những cái giày mà đóng kín chân, không có lòi mấy cái ngón chân ra thì nó gọi là close toe shoes. Or require là phải được đeo mọi lúc, all the time, at all times, when in the lab classroom. Khi mà vào cái phòng phòng học thí nghiệm này, no exception, nó có nghĩa là không có ngoại lệ, không có ai ngoại lệ hết á. Rồi cái bảng tiếp theo của chúng ta là no food, drinks or children allowed in this classroom. Rồi mình chú ý tới những chữ nào. Chữ allowed là cái chữ cho phép. Không thức ăn, nước uống hay là trẻ con được cho phép vào trong phòng lớp thí nghiệm này. Rồi tiếp theo mình có bảng do not leave items on floor. All items on floor will be picked up by security or stolen. Rồi, chữ mình cần chú ý ở đây là chữ leave là đặt để hoặc là bỏ rơi đó. Item floor pick up security stolen. Rồi. Không được đặt để những cái đồ vật trên trên sàn. Tất cả những cái vật trên sàn sẽ bị nhân viên bảo vệ nhặt hoặc là bị lấy trộm. Ở đây mình chú ý cái chỗ ngữ pháp đây này. Will be, khi nào mình có cái chữ be ở đây thì cái động từ sau này phải thêm ed. Nhớ cái chữ đó, pick up này, nhưng mà trong đây là picked up. Will be picked up. Nó sẽ được nhặt bởi nhân viên cảnh sát. Rồi tiếp theo, cuối cùng chúng ta là cái phần này hơi dài một tí. Các bạn có thể dừng ở đây để mà đọc. Nên nếu hiểu thì thôi, còn không thì mình sẽ bắt đầu giảng. Thanks to animal research, they'll be able to protest 23.5 years longer. Có nghĩa là sao? Cái này là cái câu mà mỉa mai. Mà khi mình đọc á, mình có thể chưa hiểu lắm. Nhưng mà mình để ý cái phần này này, chữ nhỏ nhỏ đây này, mình sẽ thấy. According to US Department of Health and Human Services, animal research has helped extend our life expectancy by 25 years. Of course, how you choose to spend those extra years is up to you. Rồi, mình để ý chữ nào. Dù mình có chữ animal research là nghiên cứu động vật đó. Cảm ơn, mình dịch thử cái câu này nghe. Cảm ơn sự nghiên cứu của động vật mà họ có thể mà họ lại được thêm 23.5 nữa để mà dự tính. Thì nó nói rằng á, cái câu như đây á, là theo cái thống kê của Hiệp hội Y tế và nhân sinh của Mỹ, nghiên cứu động vật này đã giúp kéo dài
tuổi thọ cho người dân bình thường á, là 23 chấm rưỡi năm. Tất nhiên là cái quyết định này sử dụng 25 năm, 23 năm chấm năm này á, thì tùy thuộc vào mình để mà quyết định. Đó. Foundation là tổ chức for biochemical, biomedical research. Đó. Là tổ chức nghiên cứu y sinh. Rồi, giờ chúc các bạn thành công.